Thầy chào các em, chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức ZP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập chương 3, hàm số và đồ thị. Nội dung kiến thức thì thầy sẽ nhắc lại cho các em qua các cái bài tập ôn tập để các em nắm vững cái nội dung của chương này. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài 1, trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai về hai đường thẳng D là y bằng i cộng b với a khác không, và d phẩy y bằng a phẩy x cộng với b phẩy với a phẩy khác không. Đường thẳng d và đường thẳng d phẩy có dạng, đều có dạng y bằng a x cộng b cả. A người ta gọi là hệ số góc của đường thẳng, b gọi là tung độ góc. Cái số b này nó có cái đặc biệt là đồ thì nó sẽ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b các em này. Còn a này này, hệ số góc của đường thẳng là nó cho ta biết cái đường thẳng đó có độ nghiêng khác nhau là do cái a này. Nếu độ nghiêng mà đi từ trái sang phải mà nó đi lên thì a này dương, mà đi từ trái sang phải mà cái đường thẳng nó đi xuống thì a này âm. Đó là kiến thức cơ bản mà các em lưu ý này. Còn về vị trí tương đối thì các em nhớ này, trường hợp mà trùng nhau thì a và a phẩy bằng nhau, b và b phẩy bằng nhau, bởi vì nó cùng một công thức thì nó trùng nhau. Trường hợp nó cắt nhau là chỉ cần a khác a phẩy thôi, còn b muốn bằng b phẩy hay b khác b phẩy đều không ảnh hưởng đến cái vị trí cắt nhau. Còn trong trường hợp song song thì hệ số góc a bằng hệ số góc a phẩy, và nhớ cho thầy là b khác b phẩy, bởi vì nếu mà b mà trùng với b phẩy, tức là hai cái giá trị này nó bằng nhau thì hai cái đường thẳng này nó trùng nhau, bởi vì nó cùng một công thức. Cho nên trên cơ sở đó để các em xác định nó đúng hay sai. Câu A là nếu hai đường thẳng D và D phẩy song song với nhau thì A bằng A phẩy, D khác B phẩy. Như vậy câu A này đúng các em này. Câu B này, nếu hai đường thẳng D và D phẩy song song với nhau thì A bằng A phẩy, B bằng B phẩy. A mà bằng A phẩy, B mà bằng B phẩy thì hai công thức này nó trở thành một công thức. Một công thức thì làm sao nó song song được. Tức là câu B này nó sai. Trường hợp này là nó trùng được em. Sai cho B bằng B phẩy. Câu C, nếu hai đường thẳng D và D phẩy cắt nhau thì A khác A phẩy, đúng rồi. Câu D là nếu hai đường thẳng D và D phẩy cắt nhau thì A khác F A phẩy và B khác B phẩy. A khác A phẩy là đúng đấy. Nhưng mà B bằng B phẩy cũng được, mà B khác B phẩy cũng được. Ở đây nói điều kiện B khác B phẩy như vậy là sai. Sai là do B khác B phẩy, B B phẩy tùy. Trong trường hợp này là B B phẩy tùy. Giống như trở lại câu C được em này. Câu C là muốn nói là hệ số góc bằng nhau, còn B B phẩy là tùy, giá trị nào cũng được. Như vậy chúng ta xong bài 1. Bây giờ chúng ta sang bài 2. Cho tam giác ABC như hình 5 này các em này. Câu A là xác định tọa độ các điểm ABC thì dễ rồi. Các em muốn xác định tọa độ của một điểm, khi các em biết cái điểm đó trên mặt phẳng thì các em phải xác định hình chiếu vuông góc của điểm đó trên các trục tọa độ, trên trục khoanh và trục tung. Bây giờ chúng ta nói điểm A này, các em chiếu lên trục khoanh là -1 này, trên trục tung là -1 này. Như vậy điểm A tọa độ là -1, -1 này. Điểm B chiếu lên trục khoanh là 2, có sẵn này rồi này. Chiếu lên trục tung là -1 này. Như vậy điểm B tọa độ 2, 1, 2, -1 này. Điểm C chiếu lên trục khoanh là 2 này. Điểm C các em chiếu lên trục tung là các em thấy này, cái nét trong ngang này này, cũng là 2 luôn. Như vậy điểm C tọa độ 2, 2. Như vậy bây giờ chúng ta trình bày câu A trước. Đó, thầy vẽ hình này. Hình chiếu của điểm A trên trục khoanh là điểm -1. Và trên trục tung cũng là điểm -1. Cho nên điểm A có tọa độ là -1, -1. Bây giờ sang điểm B. Hình chiếu của điểm B trên trục khoanh là 2. 2 thì các em.
và trên trục tung là trừ một ở gan. Do đó tọa độ điểm B là 2 + 1, các em nhớ ghi hoành độ trước tung độ sau. Hình chiếu điểm C trên trục hoành là điểm 2 đây này. Trên trục tung chúng ta vẽ thêm một tí nữa. Đó. Trục tung là điểm 2. Như vậy tọa độ điểm C là 22. Vậy chúng ta có tọa độ 3 điểm ABC. Bây giờ sang câu B là tam giác ABC có là tam giác vuông cân hay không? Tam giác vuông cân thì trước hết các em thấy là trong cái tập thì các cái đường ô ly là nó vuông góc với nhau rồi. Đường thẳng đứng thì vuông góc với cái đường nằm ngang. Ở đây nó vẽ trung rồi. Cho nên là cái tam giác ABC này nó vuông tại B đấy các em này. Còn cân hay không thì các em đếm cái độ dài của cạnh nhỏ vuông. BC là độ dài bằng 3 cạnh nhỏ vuông. Rồi C AB cũng là có độ dài bằng 3 cạnh nhỏ vuông. Mỗi cạnh nhỏ vuông lại là một đơn vị mình lấy trên trục các em. Cho nên là nó bằng nhau. Vậy tam giác này chính là tam giác gì các em nhỉ? Vuông cân đúng không? Câu B. Vuông nằm ở đó các em này. Thì mình vẽ đây này. Dựa vào lưỡi ô vuông trên vẽ thì chúng ta có, đầu tiên là chúng ta có AB này này, nó song song với trục OX đúng không? Rồi BC này này thì nó song song với trục OY. Hoặc là nó trùng trên cái nét của lưỡi ô vuông cũng được. Em nó song song được hai đường thẳng cùng song song với hai đường thẳng AB và BC cùng song song với OX và OY, mà trong đó OX và OY thế nào các em nhỉ? Vuông góc với nhau. Cho nên là AB và BC nó thế nào? Nó vuông góc đúng không? Vì OX vuông góc với OY cho nên là AB nó vuông góc với BC. Từ đó chúng ta suy ra cái tam giác ABC nó vuông tại B. Em có thể giải thích cái khác là BC thì nằm trên cái đường lưỡi thẳng đứng. AB thì nằm trên cái đường lưỡi nằm ngang. Mà hai cái đường lưỡi này vuông góc cho nên là BC nó vuông góc với BA, tại B cũng được, không sao hết. Bây giờ chúng ta nói về độ dài. AB bằng BC là nó cũng bằng 3 cạnh ô vuông cho nên nó bằng nhau. Từ đây chúng ta kết luận là tam giác ABC vuông cân tại B. Khi nói đến một tam giác cân thì các em phải nói cân tại đâu nhá. Vuông cân thì các em cũng nói như thế, nhưng thêm chữ vuông thôi. Bây giờ chúng ta sang câu C, gọi D là điểm để tứ giác ABCD đến vuông, xác định tọa độ điểm D. Các em nhớ rằng là trong hình vuông thì mỗi đường chéo là đường trung trực của đường chéo kia. Cho nên là các em muốn xác định điểm D thì các em nhìn vào đây thì các em sẽ thấy là điểm D nằm đây đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta lập luận này. Để cho nó xác định điểm D là chúng ta thấy rằng là điểm D là cái đỉnh thứ tư của hình vuông. Khi biết ba điểm ABC thì cái điểm D này và điểm B này nó đối xứng nhau qua cái đường chéo AC đấy các em này. Mà đối xứng nhau qua đường chéo AC thì khi đó chúng ta có thể nói là gì? BD nhận cái AC này làm đường trung trực. Thì từ đó chúng ta xác định được điểm D. Câu C. Tam giác ABC vuông cân tại B rồi. Bây giờ tứ giác ABCD là hình vuông khi AC là đường trung trực của đoạn BD. Mà đường trung trực thì các em nhớ rằng là có điểm B rồi. Thì chúng ta vẽ một cái đường đoạn thẳng vuông góc với AC. Sau đó chúng ta kéo dài và chúng ta lấy hai đoạn bằng nhau. Kéo dài, lấy hai đoạn bằng nhau thì chính điểm D.
Điểm D nên năm cái vị trí này là vị trí tọa độ mấy các em nhỉ? Trừ 1, hành độ trừ 1 và tung độ bằng 2. Tôi vẽ một tí. Đó, xong. Như vậy chúng ta xác định điểm D là tọa độ trừ 1, 2. Và chúng ta chỉ cần tô đậm cái này để có hình vuông em này. Tô đậm tí nhé. À, kiểu chúng ta có hình vuông đó. A, B, C, D. Như vậy là chúng ta kết thúc. Thầy nhắc lại cái tính chất của đường trung trực này. AC là đường trung trực của đoạn thẳng BD. Khi nào? Khi BD nó vuông góc với AC. Và khoảng cách từ giao điểm đến D thì bằng khoảng cách từ giao điểm đến B. Tính chất đường trung trực em học kỹ rồi. Cho nên chúng ta chỉ nói như thế thôi để xác định điểm D. Như vậy chúng ta làm xong. Bây giờ chúng ta sang câu 3. Đây là một bài toán thực tế. Càng lên cao thì không khí càng loạn, nên áp suất khí quyển càng giảm. Chẳng hạn cả khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh đều có độ cao sát mực nước biển, nên có áp suất khí quyển là áp suất P bằng là 760 ml thủy ngân. Thành phố Puebla ở Mexico có độ cao H là 2.200 m so với mực nước biển, nên có áp suất khí quyển P là 550,4 mm thủy ngân. Người ta ước lượng được áp suất khí quyển mm thủy ngân tương ứng với độ cao H, H mét các em, so với mực nước biển là một hàm số bậc nhất có giá. P là áp suất bằng A nhân H, H là chiều cao, còn AB là các cái hằng số với A khác không. Bây giờ người ta nói là câu A là xác định hàm số bậc nhất đó. Thì ở đây các em phải hiểu, chúng ta có hai cái dữ liệu. Dữ liệu thứ nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh thì sát mực nước biển, thì coi như mình xem như là ngang mực nước biển đi, thì áp suất khí quyển P là 760 mm thủy ngân. Có nghĩa là khi đó chúng ta có P thì bằng 760, còn H bằng mấy em? H bằng 0. Chúng ta thay vào đây các em này. Cái dữ liệu thứ hai là ở Puebla có H bằng 2.200, nhưng với chúng ta có H rồi và P chúng ta cũng có rồi, 550,4. Vậy thì chúng ta lại được thêm một cái dữ liệu để thay vào cái công thức P bằng A H cộng với B, thì từ đó chúng ta sẽ tìm B và tìm A được. Và chúng ta xác định xong cái hàm số này. Bây giờ thầy trình bày. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì có độ cao sát mực nước biển H thì bằng 0, nên có áp suất khí quyển P là bằng 760 mm thủy ngân. Như vậy là chúng ta thay H bằng 0 vào này, P bằng 760 vào cái hàm số đã cho đó. Thay H bằng 0 và P bằng 760 vào hàm số bậc nhất P này thì chúng ta sẽ được. Thầy đảo cái P này sang về phải các em nhé. 760 bên về phải này. A này, H là 0 này. Còn với B, như vậy từ đây chúng ta suy ra là B bằng 760, vì A nhân 0 thì bằng 0. B bằng 760. Khi có B bằng 760 thì các em thay vào cái P liền đi. Thì các em tìm A nha. Vậy P sẽ bằng là A H cộng với 760. Bây giờ muốn tìm A thì các em lấy cái dữ liệu độ cao và áp suất tại Puebla đó các em. Tại Puebla thì có độ cao H là 2.200 m, nên áp suất khí quyển là 550,4 mm thủy ngân. Thì các em thay vào thôi. Thay H bằng 2.200, P bằng 550,4 vào cái hàm số bậc nhất chúng ta mới nói màu xanh như này này, thì ta được.
A nhân với H này, 2200 này, cộng với B là 760 này, thì bằng 550.4. Từ đây các em chuyển 760 sang bên phải đổi dấu, rồi các em chia cho 2200 là các em tìm được A. 2200A thì bằng 550.4 mà trừ cho 760 thì bằng trừ 209.6. Tính này các em tính nhanh thôi. Vậy từ đây các em tìm A là bằng trừ 209.6 mà chia cho 2200 thôi. Như vậy là xong. Như vậy các em có A rồi đúng không? Có B rồi đúng không? Để bây giờ các em thay cái A này vào trong này thì các em được hàm số. Với hàm số bậc nhất cần tìm P là thầy A đã tìm được này, trừ 131 trên là 1375. Thầy kiểm tra lại cái phép tính này cho các em thấy này. Đây, chúng ta lấy là trừ 209.6 này, chúng ta biết trang phân tích này. Các em chia cho là 2200 này. Đó, các em thấy cái số là âm 131 trên 1375. Đó, như vậy là chúng ta kết thúc. Tìm xong là hàm số P, hàm số áp suất cho các em. Và người ta dựa vào công thức này thì để chúng ta biết là độ cao ở các cái nơi khác nhau, cứ thay vào đấy để tính áp suất cho các em. Bây giờ sang câu B này. Cao nguyên Lâm Đồng có độ cao là 650m so với mực nước biển thì áp suất khí quyển là bao nhiêu mm thủy ngân làm tròn đến hàng phân 10, tức là 6.1 chữ số đó. Thì như vậy ở câu B thì các em thấy có độ cao H là bằng 650 thì các em thay vào đây thì các em tính áp suất. Cao nguyên Lâm Đồng có độ cao 650m so với mực nước biển, tức là H bằng 650, chúng ta thay vào P thì được. Thay vào P thì được. Bây giờ chúng ta thực hiện phép tính này một tí nha. Thay vào P em được này, trừ 131 trên 1375 nhân với 650 cộng với 760, rồi chúng ta thực hiện máy tính. Trừ 131 trên 1375 nhân với 650 cộng tiếp 760 bằng, chúng ta làm tròn là đến hàng phần 10. Ở đây là cái số thập phân vô hạn tuần hoàn này các em này. Làm tròn đến hàng phần 10 thì các em trước 7 này sau 0, 7 lớn hơn 5 các em bổ sung vào 0 một đơn vị. Như vậy chúng ta được là 698.1 mm thủy ngân. 698.1 mm thủy ngân. Vậy chúng ta trả lời về cao nguyên Lâm Đồng áp suất khí quyển khoảng 698.1 mm thủy ngân. Các em nhớ rằng đây là một cái bài toán thi tuyển sinh vào lớp 10 của các năm trước đấy các em này. Nó nằm trong những cái đề toán ôn thi của học sinh vào lớp 10. Bây giờ các em được học sớm thì điều đó chứng tỏ là kiến thức các em được trang bị sớm hơn, tốt hơn đó. Cho nên những bài này các em cần phải lưu ý. Nếu các em nào đang còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì những bài này lưu ý, bởi vì lớp 9 chúng ta sẽ tiếp tục làm lại. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang bài 4. Cho hai hàm số y bằng trừ 1/2x cộng 13 và y bằng 2x trừ 2. Cô A đi vẽ đồ
thì hai hàm số đó trên cùng một mặt phẳng tọa độ. À, như vậy là chúng ta làm quen với vẽ nhiều đường thẳng trên một mặt phẳng tọa độ. Thì bây giờ muốn vẽ đồ thị của hàm số thì chúng ta phải xác định tọa độ hai điểm. Đó là điểm thứ nhất thì nằm trên trục khoảnh, điểm thứ hai thì nằm trên trục túc. Sau đó chúng ta nối nó lại bằng một cái đường thẳng thì chúng ta được cái đồ thị của đường thẳng đó. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ từng điểm của hai đường thẳng này. Trước hết chúng ta đi vẽ cái đồ thị của hàm số y bằng trừ 1 phần 2 cộng 3. Đầu tiên thầy tìm điểm thứ nhất là thầy cho y bằng 0. Cho y bằng 0 thì thay vào thì các em thấy được là trừ 1 phần 2 nhân 0 cộng với 3 thì bằng 3. Như vậy chúng ta được điểm thứ nhất là điểm, chúng ta gọi tên cho các em nhé. Gọi điểm là M, tọa độ x bằng 0, y bằng 3 này, thuộc đồ thị hàm số này, hay là thuộc đường thẳng này. Với y bằng 0 thì chúng ta được trừ 1 phần 2 x cộng với 3 bằng 0. Em chuyển 3 sang về phải là bằng âm 3. Các em quy đồng mẫu là xong. Hoặc là các em thấy rằng là một số cộng với 3 bằng 0 thì cái số này trừ 1 phần 2 x là số đối của 3 thì chúng ta bỏ vô trừ đi thì 1 phần 2 x sẽ bằng 3, mà 1 phần 2 bằng 3 thì bằng 6. Chúng ta nhẩm nhanh như vậy cũng được. Vậy điểm thứ hai á thì gọi là điểm A luôn các em, bởi vì nó liên quan đến cái tam giác ABC thế này các em này. Vậy điểm A tọa độ là 60 thuộc đồ thị hàm số. Ở đây là người ta nói thế này các em này, gọi A là giao điểm của đường thẳng thứ nhất này với trục khoanh. Mà giao điểm của đường thẳng thứ nhất với trục khoanh nhé, thì chúng ta đang xét đây. Thì muốn tìm giao điểm với trục khoanh thì cho y bằng 0, cho nên thầy gọi điểm A là vậy đó. Như vậy điểm A tọa độ là 60 thuộc cái đồ thị thứ nhất, đúng không nào? Thì này ta gọi cái điểm thứ hai thuộc trục khoanh là điểm B của hàm số thứ hai này. Vậy đến đây chúng ta kết luận một tí rồi chúng ta vẽ cái. Nên đường thẳng y bằng trừ 1 phần 2 cộng 7 cộng 3 thì đi qua điểm M 03 và điểm A 60. Chúng ta vẽ. Thầy vẽ có lưỡi ô vuông để các em thấy cho nó dễ một chút. Điểm M này tọa độ 03 thì nằm trên trục túc này, điểm A tọa độ 60 thì nằm trên trục khoanh này. Bây giờ chúng ta vẽ được thẳng đi qua hai cái điểm này thôi, chính là đồ thị của hàm số y bằng trừ 1 phần 2 x cộng 3, hay là đường thẳng này chính là đường thẳng này các em này. Thầy tô màu đó. Tiếp tục qua cái hàm số thứ hai y bằng 2 trừ 2, chúng ta làm tương tự các em. Hàm số y bằng 2 trừ 2 thì chúng ta cũng cho bên 0, thì thay vào đây thì chúng ta được là 2 nhân 0 mà trừ cho 2 các em này, thì kết quả bằng âm 2. Vậy điểm P tọa độ 0 trừ 2 là điểm thuộc đồ thị của hàm số y bằng 2 trừ 2. Bây giờ tìm giao điểm với trục khoanh thì các em gọi điểm B nghe các em. B là bởi vì B là giao điểm của đường thứ hai này với trục khoanh các em này, cho nên thầy gọi B là vậy đó. Với y bằng 0 là tìm giao điểm với trục khoanh này. 2 trừ 2 bằng 0 thì các em giải ra các em thấy là x sẽ bằng 1, đúng không? 1 đến 2 là 2. 2 trừ 2 bằng 0 nhậm cũng ra bằng 1. Vậy điểm B tọa độ 10 thuộc đồ thị của hàm số, hay là thuộc đường thẳng. Rồi, chúng ta vẽ. Trước khi vẽ ta kết luận lại một tí. Đường thẳng y bằng 2 trừ 2 đi qua hai điểm B 0 trừ 2 và B 10. Bây giờ chúng ta chấm tọa độ hai điểm này. Điểm P này
không trừ hai thì nằm trên trục túng này, B một không thì nằm trên trục khoanh này, này. Bây giờ chúng ta nó là chúng ta được đường thẳng y bằng hai trừ hai, như vậy là chúng ta tính xong. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang câu B các em. Sau khi chúng ta vẽ xong thì chúng ta làm câu B này. Bây giờ qua câu 4B, chúng ta có hai điểm AB rồi. Bây giờ tiếp tục là C là giao điểm của hai đường thẳng. C là giao điểm của hai đường thẳng thì C nằm đây các em này. Nhìn vào đồ thị thì ta thấy hai đường thẳng cắt nhau tại điểm C tọa độ là 22 đấy các em. Thì vậy các em thấy nhá. C là chiếu xuống trục khoanh này, và chiếu xuống trục túng thì chúng ta được các cái điểm là 22. Nhưng thầy gọi cái điểm tọa độ 20 được các em này là điểm hạt, để thầy nói đến cái gì các em, nói đến đường cao của tam giác. Thì như vậy là trong cái tam giác ABC này này thì cái cạnh AB này bằng mấy các em? Bằng 5 đúng không? Chiều cao bằng mấy? Chiều cao bằng 2 thì diện tích tam giác chúng ta tính được đúng không các em? Thì bây giờ chúng ta tính diện tích trước đi. Ta có AB thì bằng 5. Đường cao CH á thì bằng 2. Vậy thì cái diện tích của tam giác ABC này bằng 1/2 AB nhân với CH. Chúng ta thay vào 1/2 nhân với 5 nhân với 2, 2 dẫn ước cho 2 thì chúng ta được 5 đơn vị. Thì bây giờ sang tính chu vi. Chu vi được kém với tính đôi dài cả cạnh đúng không? Trong này AB thì bằng mấy các em nhỉ? Bằng 5 có rồi. Bây giờ chúng ta tính CB và CA thì đây chúng ta có hai tam giác vuông các em này. Tam giác là BCH nó vuông tới hạt. Cạnh góc vuông là CH, cạnh góc vuông là BH, cạnh huyền là BC thì chúng ta tính được cạnh huyền đúng không? Rồi trong cái tam giác vuông bên phải này, CHA này thì để tính cạnh huyền CA này thì chúng ta sử dụng tam giác vuông này để chúng ta tính theo công thức là Pythagore các em. Thì chúng ta có cạnh CH rồi, có cạnh HA rồi thì chúng ta sẽ tính đôi dài cạnh BC và CA được. Bởi vì trong tam giác vuông chúng ta biết hai cạnh thì cạnh thứ ba chúng ta luôn luôn tính được dựa vào định lý Pythagore. Bây giờ chúng ta tính cạnh BC, chúng ta tính trực tiếp luôn các em nhé. Vuông nó có sẵn rồi, cho nên mình nói mình chỉ đi tính thôi. BC này, cạnh huyền này các em viết cho nhanh là bằng căn bậc 2 của tổng các bình phương hai cạnh của vuông, tức là CH bình cộng với CB bình. Thầy nói nhầm, CH bình cộng với HB bình. Bằng tiếp, bằng căn bậc 2, các em thay CH nhìn trong hình vẽ này bằng 2, còn HB thì bằng 1. Như bằng căn bậc 2 của 4 cộng với 1 là 5, là căn bậc 2 của 5, các em để yên. Bây giờ qua tính CA, tính CA thì chúng ta cũng làm như vậy, chúng ta làm nhanh luôn. CA thì bằng căn bậc 2 của CH bình cộng với HA bình. Bằng tiếp, bằng căn bậc 2 của CH chúng ta thay bởi số 2 thì bằng căn bậc 2 của 2 bình này, còn HA thì bằng 4 đúng không, cộng với 4 bình. Thế thì các em thấy rằng là 4 bình phương là 16 cộng với 4 nữa là 20. 20 thì bằng 2 mũ 2 nhân với 5, 2 chúng ta đưa ra ngoài căn là được 2 căn 5. Như vậy là tính chúng ta có 3 cạnh thôi, thì chu vi là bằng tổng đôi dài ba cạnh này. Thế thì chu vi của tam giác ABC là người ta hay ký hiệu là 2P, sẽ bằng AB cộng với BC cộng với CA thôi. Chúng ta thay vào là AB thay bằng 5, BC tính
Janeiro là căn bậc hai của năm. CA chúng ta tính Janeiro là hai căn bậc hai của năm. Căn bậc hai của năm cộng với hai căn bậc hai của năm là ba căn bậc hai của năm. Như vậy thì chúng ta được kết quả là chu vi sẽ bằng năm cộng với ba căn bậc hai của năm. Chúng ta kết thúc. Như vậy là chúng ta tính xong. Bây giờ chúng ta sang cổ năm. Bài số 579, biết rằng với x bằng 3 thì hàm số y bằng 2x cộng với b có giá trị là 11. Tìm b và vẽ đồ thị của hàm số với giá trị b vừa tìm được. Như vậy thì trong cái hàm số này chúng ta đi tìm b thôi. Và chúng ta biết là x bằng 3 thì y bằng 11 thì chúng ta thay vào chúng ta tìm b. Sau khi tìm b thì chúng ta sẽ đi tìm hai điểm mà cái đường thẳng này đi qua trên trục khoanh và trục tung, chúng ta nối lại xong. Như vậy là việc đầu tiên là chúng ta đi tìm b trước. X bằng 3 thì hàm số y bằng 2x cộng b có giá trị 11. Giá trị 11 có nghĩa là y bằng 11 đấy các em. Vậy thì chúng ta có khoanh đồ 3, tung đồ bằng 11 là điểm thuộc cái đường thẳng y bằng 2 cộng b. Nên chúng ta thay vào chúng ta có 2 này nhân với 3 này cộng với b bằng 11, 6 cộng với b bằng 11. Như vậy thì chúng ta được b bằng 11 trừ 6 bằng 5, hay là 6 cộng với b bằng 11 thì b bằng 5. B bằng 5 thì chúng ta có được hàm số là y bằng 2 cộng 5. Thì bây giờ thầy đi lập cái bảng giá trị cho nó dễ tính đi các em nhé. Chúng ta lập cái bảng thế này cho nó dễ. Đó. X 2 cộng 5. Đầu tiên chúng ta cho x bằng 0 trước để chúng ta tìm y. X bằng 0 thay vào đây thì các em được y bằng 5 này. Bây giờ chúng ta cho y bằng 0 thì các em thì nhầm một tí, y bằng 0 thì chúng ta chuyển 5 sang về trái đổi dấu. Rồi chia cho 2 chúng ta x bằng trừ 5 phần 2 thôi. Chỗ này chúng ta nhầm một tí đó. Y bằng 0 thì y bằng trừ 5 phần 2. Vậy đến đây chúng ta kết luận là đồ thì đi qua hai điểm. Điểm M 0, 5 và điểm N là trừ 5 phần 2, 0. Hoành đồ phía trên này phía trước và tung đồ phía dưới phía sau các em nhé. Để tương ứng. Bây giờ chúng ta vẽ trên lửa vuông đó. Chúng ta vẽ hai điểm M với N các em này. M là 0, 5 này. N là trừ 5 phần 2 là chúng ta lấy là 2,5 này. Trừ 2,50 này. Chúng ta nối lại thôi. Chúng ta được đường thứ nhất. 2 cộng với B. Tức là 2 cộng với 5. Bây giờ sang câu thứ hai là biết rằng đồ thì hàm số y bằng ax cộng 6 đi qua điểm A tọa độ trừ 22. Tìm A và vẽ đồ thị hàm số với tìm đường. Trong hàm số này chỉ có hệ số góc nó chưa biết. Mà khi chúng ta biết cái đường thẳng này nó đi qua điểm trừ 22 thì chúng ta thay x bằng trừ 2 với y bằng 2 vào thôi để chúng ta tìm được A. Tìm được A thì chúng ta được hàm số. Được hàm số thì chúng ta tiếp tục vẽ đồ cái đường thẳng đó. Câu B. Đồ thị hàm số y bằng a cộng 6 đi qua điểm A trừ 22. Nên ta có thay x bằng trừ 2 này thì chúng ta được là trừ 2a này cộng với 6 y bằng 2 để các em thấy biết ngược, thấy đảo về các em nhé, thấy đảo về thì biết ngược lại nữa. Khi đó ta được trừ 2a thì 6 chuyển sang là trừ 6 cộng 2 là trừ 4. Thì A bằng trừ 4 chia cho trừ 2 thì A bằng 2. A bằng 2 chúng ta thay vào hàm số luôn. Ta có hàm số là y bằng 2x cộng 16. Từ đây thầy cũng lập cái bảng thế này cho nó nhanh các em. Thầy lập bảng x y bằng 2 cộng 6. Bây giờ cho x bằng 0 thì y bằng 6.
sau đó cho y bằng không kém nhầm một tí, y bằng không thì y bằng sáu này, cho y bằng không thì em chuyển sáu sang bên trái đổi dấu là âm sáu, x sẽ bằng âm sáu chia hai là âm ba. Như vậy chúng ta được là x bằng âm ba thì y bằng không. Tuy nhiên chúng ta thấy không trưởng nghe các em. Như vậy chúng ta kết luận là cái đường thẳng này nó đi qua hai điểm tí. Đường thẳng đi qua hai điểm P là 0,6 và Q là trừ 3,0. Bây giờ chúng ta vẽ điểm P để các em này. 0,6 này. Một đơn vị các em đếm lên nhé. 1, 2, này. 3, 4, 5, 6 này. Q này. Trừ 3,0 này các em này. Trừ 3,0 bên này chứ không phải là trừ 3, các em hay viết ngược lắm này. Các em hay vẽ sai vị trí các em. Nên cẩn thận. Các em nối lại, các em được đường thẳng y bằng 2x cộng 6. Các em thấy hai đường này như thế nào các em? Hai đường này song song, vì sao song song nhỉ? Vì các em thấy rằng là hệ số góc bằng nhau bằng 2 này. Cái tung độ góc của nó lệch nhau có một đơn vị đấy các em này. Lệch nhau một đơn vị. Cho nên khi các em vẽ được đường thứ nhất rồi, mà các em biết được thì các em vẽ đường thứ hai rất dễ, bằng cách lệch nhau một đơn vị trên trục tung thì các em lại vẽ được song song, thì đó là vẽ nhanh nhá các em. Như vậy là thầy sửa cho các em sang bài số 5 rồi. Bây giờ chúng ta sang bài số 6. Bài số 6 là tìm hàm số bậc nhất y bằng i cộng b với a khác không trong mỗi trường hợp sau. À thì cái bài này hình như cũng giống như cái bài số 5 rồi nhỉ. Nhưng mà bài này được mô tả. Được mô tả. Bên kia là nói đến hàm số, thì bên này nói đồ thị. Thì cũng như nhau. Câu A là đồ thị của hàm số đi qua điểm M tọa độ 1, 3 và có hệ số góc bằng trừ 2. À, như vậy thì ở cái bài câu 5 là tìm một đối tượng. Còn bài số 6, tìm hai đối tượng. Đấy. Tìm hai đối tượng thì giống như cái bài chúng ta sửa vừa rồi đó, bài trước đó. Cũng tìm hai đối tượng. Nhưng ở đây cho là đi qua điểm hệ số góc bằng trừ 2. Thì bây giờ thì hỏi các em là nếu đường thẳng có hệ số góc bằng trừ 2 thì cái đường thẳng đó A hay B bằng trừ 2 các em? Trong đường thẳng này là A là hệ số góc. Như vậy A bằng trừ 2. A bằng trừ 2 các em thay vào cái đã. Rồi các em mới thấy cái tọa độ điểm M vào, các em mới tìm B được. Như vậy là hàm số bậc nhất y bằng i cộng B có hệ góc bằng trừ 2. Thì từ đây chúng ta kết luận là A sẽ bằng âm 2. Âm 2 là các em thay vào luôn. Để chúng ta tìm B. Nên hàm số của dạng y bằng trừ 2 cộng với B. Bây giờ các em tìm B thì các em phải thấy cái tọa độ 1, 3 này mà đường thẳng đi qua là sao? Thấy y bằng mấy? Y bằng 1, thay vào đây. Y bằng mấy? Y bằng 3, thay vào đây. Nhưng viết ngược lại một tí cả. Đồ thì có hàm số này đi qua điểm M, 1, 3. Cho nên chúng ta thay vào. Y thì viết sang bên phải này. Trừ 2 nhân với 1, này, cộng với B thì bằng 3. Chuyển trừ 2 sang về phải, chúng ta được B bằng 5. Bài này là không đi vẽ đồ thị cả, chỉ xác định là xong. Đó, với hàm số bậc nhất là y bằng trừ 2 cộng 5, chúng ta kết thúc. Như vậy thì qua bài này các em là nếu tìm hai cái đối tượng A và B thì các em tìm được đối tượng nào thì các em thay vào để các em tìm đối tượng còn lại nhé. Đến lớp 9 thì chúng ta có cách giải hệ phương trình, thì chúng ta thay vào một lúc rồi chúng ta giải hệ phương trình. Còn các em chỉ dừng lại ở bước là được giá trị nào tìm được thì cứ thay vào, rồi sau đó mới tìm được giá trị thứ hai. Chỉ khác lớp 9 chỗ đó được tí thôi. Câu B. Đồ thì hàm số đi qua điểm và song song với đường thẳng. À, nên như vậy là người toàn này là hỏi những kiến thức rất cơ bản. Thì bây giờ thì hỏi các em là đường thẳng y bằng i cộng b mà muốn song song với đường thẳng y bằng trừ 3x trừ 1 khi nào các em biết không?
các em hiểu. Khi nào các em? Khi A bằng mấy các em? Khi A bằng trừ 3. Và chắc chắn là thêm một điều kiện là đó là B phải khác mấy? Khác âm 1. Thì khi tìm B xong rồi mình nói một tí cũng được. Thì chỗ này mình chỉ nói là đường thẳng Y bằng A cộng B mà song song với đường thẳng Y bằng trừ 7 trừ 1. Thì chúng ta suy ra ngay là A sẽ bằng âm 3. Thế tiếp. Đồ thị hàm số Y bằng A cộng B song song với đường thẳng Y bằng trừ 3 X trừ 1. Thì chúng ta suy ra A bằng âm 3. A bằng âm 3 thì các em lại thay vào cái hàm số luôn các em nhé. Để các em tiếp tục tìm B. Nên ta có hàm số Y bằng trừ 7 cộng với B. À, bây giờ các em muốn tìm B thì chúng ta cho đi qua điểm N đấy các em này. Đồ thì hàm số này đi qua điểm N tọa độ trừ 1, 4. Nghĩa là sao các em? Thay x bằng trừ, trừ 1, y bằng mấy? Y bằng 4. Chúng ta thay vào, chúng ta đảo về một tí. Nên ta có trừ 3 nhân với trừ 1 cộng với B thì bằng 4. Trừ 3 nhân với trừ 1 thì bằng dương 3. Dương 3 cộng với B bằng 4. Dương 3 cộng với B bằng 4 thì B sẽ bằng 1. B bằng 1, B bằng 1 thế nào các em? B bằng 1 là khác trừ 1 chứ? À, khác trừ 1 rồi đấy. Thế nên chúng ta không nói cũng được, bởi vì nó khác rồi thì nó nói cũng được. Về hàm số bậc nhất cần tìm là Y bằng trừ 7 cộng 1. Hai đường thẳng song song là cùng hệ số góc, nhưng mà khác cái tung độ góc. Như vậy chúng ta xong bài số 6 nha các em. Bây giờ chúng ta sang bài số 7. Bài số 7 này cũng là một trong những cái bài ở thành phố Hồ Chí Minh ra trong cái đề cương ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 này các em. Các em nhìn vào trong cái hình vẽ người ta cho, cái trục OI này là Y là chi phí triệu đồng, có OX là X tháng. Bây giờ các em đọc đề để các em theo dõi trên cái màn hình này nha. Để sử dụng dịch vụ truyền hình cáp, người ta phải trả một khoản phí ban đầu và phí thuê bao hàng tháng. Chuyện này ai cũng biết này. Một phần đường thẳng D, thì đường thẳng D tính một phần là bị vì thầy vẽ một nửa đấy thôi. Ở hình 26 này, biểu thị tổng chi phí triệu đồng để sử dụng dịch vụ truyền hình cáp theo thời gian sử dụng của một gia đình theo đơn vị tháng. Ở đây các em hiểu thế này này. Thầy lấy thầy vẽ chỗ này cho các em hiểu. Theo tháng là thế này các em. Ví dụ như tháng thứ nhất thì chúng ta phải trả từng này tiền này này. Độ cao từ điểm 0 cho đến cái điểm màu đỏ này các em. Tháng thứ hai là chúng ta trả từng này tiền này này. Tháng thứ ba thì chúng ta phải trả từng này tiền này. À. Cái... Đó. Tính từ dưới ô lên các em nhé. Giống như tính tung đồ vậy. Tháng thứ tư này. Tháng thứ năm này. Tháng thứ sáu này. Tháng thứ sáu là 2 triệu đấy các em này. Tháng thứ bảy này. Tháng thứ tám này. Tháng thứ chín này. Tháng thứ mười này. Tháng thứ 11 này. Tháng thứ 12. Tháng 10 thường thứ 12 là trả 3 triệu được em. Các em hiểu như vậy nhé. Thì bây giờ tìm hàm số bậc nhất sao cho đồ thì hàm số là đường thẳng D. Thì bây giờ các em nhìn vào đây. Lúc nãy chúng ta giải bài toán là cũng tìm hàm số mà thông qua biết hệ số góc hoặc là cái điểm đi qua. Còn bây giờ là người ta bắt viết hàm số khi biết đường thẳng đã vẽ trên đồ thị, thì các em phải biết rằng là nhìn vào đấy để đọc được cái đường thẳng đó nó có tính chất gì. Thì nhìn vào cái đường thẳng D trên đồ thị này, các em thấy là trước hết cái đường thẳng này đi qua điểm nào đấy các em? Điểm này là điểm tọa độ bao nhiêu? 0,1, tức là B bằng 1 đấy các em này. Như vậy các em đã tìm được B bằng 1 rồi đó. Bây giờ còn tìm hệ số góc A nữa, thì các em phải dựa vào cái điều kiện này này. Đường thẳng đi qua điểm
62 đấy các em này. Từ đó các em sẽ tìm được hệ số góc, thì các em sẽ tìm được cái hàm số bậc nhất. Mà khi đó chúng ta đã vẽ ra được một phần của đường thẳng D đó. Bây giờ chúng ta giải. Vì D là đường thẳng nên D có dạng y bằng a cộng b với a khác không? Được chưa nào? Vì D cắt đôi y tại 1 nên b bằng 1. Như vậy thì xác định trong b rồi. Vậy chúng ta được hàm số bậc nhất là y bằng a cộng 1. Bây giờ tìm hệ số của k, thì chúng ta thấy rằng điểm 62 thuộc đường thẳng D, cho nên nó thỏa cái phương trình của cái hàm số vẽ bởi đường thẳng D. Vì D đi qua điểm 62 nên ta có D là đường thẳng đi qua điểm 62, mà D là đồ thị của hàm số y bằng a cộng b, cho nên chúng ta lại thấy cái điểm này vào cái phương trình y bằng a cộng 1. Như vậy chúng ta sẽ được là y này chúng ta thấy bằng 2 này, y chúng ta thấy bằng 6, thì chúng ta được 6a cộng với 1 bằng 2. Thì đây ta được 6a bằng 1. Như vậy ta được a bằng mấy đây? 1/6. A bằng 1/6. Như vậy chúng ta xác định xong rồi, thì chúng ta thay vào đây thì chúng ta trả lời xong câu thứ nhất này. Tìm hàm số bậc nhất sau cho đồ thì là D. Vậy D là đường thẳng y bằng 1/6 y cộng 1, hay là hàm số mà vẽ đồ thì D là y bằng 1/6 y cộng 1 cũng được. Như vậy chúng ta xong qua câu B là giao điểm của đường thẳng D với trục trung trong tình huống này có ý nghĩa là gì? Cái vị trí thứ nhất này các em này, đây là cái thỏi cái này này, tức là khi tôi chưa dùng một ngày nào cả thì tôi phải trả 1 triệu đồng là tiền chi phí ban đầu là các em của mạng đó. Câu B, giao điểm của đường thẳng D với trục trung thì bằng 1 triệu đồng là chi phí ban đầu để sử dụng dịch vụ truyền hình cáp. Khi sử dụng dịch vụ truyền hình cáp thì bao giờ cũng phải trả cái chi phí ban đầu như vậy các em. Bây giờ sang câu C là tính tổng chi phí mà gia đình đó phải trả khi sử dụng dịch vụ truyền hình cáp với thời gian 12 tháng. 12 tháng thầy nói với các em đây này, 12 tháng là 3 triệu này. Các em nhìn vào đồ thị các em nói 3 triệu không được, không sao cả, bởi vì nó giống như lập luận thôi. Nhìn vào đồ thị ta thấy rằng 12 tháng trả 3 triệu đồng. Nhưng mà chúng ta có công thức thì chúng ta tính một tí thôi. Đấy, chúng ta thấy x bằng 12 vào đây các em này. C, tổng chi phí mà gia đình đó phải trả khi sử dụng dịch vụ truyền hình cáp với thời gian 12 tháng là y sẽ bằng y triệu đồng các em nhé, bằng 1/6 nhân với 12 cộng với 1 thì bằng 3 triệu đồng. Chúng ta kết luận về tổng chi phí mà gia đình đó phải trả khi sử dụng dịch vụ truyền hình cáp với thời gian 12 tháng là 3 triệu đồng. Như vậy chúng ta kết thúc. Bây giờ chúng ta sang sửa bài tập cuối cùng, bài số 8. Bài số 8 cũng là một trong những cái bài trong cái đề cương ôn thi tuyển sinh lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh, kể cả năm nay đấy em cũng có những cái bài này. Bài số 8, các em nhìn vào cái đồ thị ở bên phải, một kho chứa 60 tấn xi măng. Chiều trục thẳng đứng này là tấn em, y tấn. Trục nằm ngang là x ngày này. Một kho chứa 60 tấn xi măng là vị trí này đây này. Mỗi ngày đều xuất m tấn với m lớn không nhỏ 60 này. Cái số tấn nằm từ 0 đến 60 đây em này. M tấn nằm từ 0 đến 60 này. Đấy, m này. Thôi, m này. Gọi y tấn là khối lượng xi măng còn lại trong kho sau ít ngày xuất hàng. Đấy, rắc rối đấy. Đấy. Để ví dụ như đến ngày, cái vị trí ngay đây này.
thì xuất kho được bao nhiêu, còn lại hàng bao nhiêu. Đấy. Thì trong đây có hai cái đoạn thẳng kém. Đây có hai cái đoạn thẳng, thầy tốt đầm lên một tí kém thầy. Đó, một đoạn thẳng màu đỏ đó. Bây giờ thầy tố tiếp cho các em một cái đoạn thẳng màu xanh này. Thì bây giờ thầy hỏi các em này, tại cái vị trí ngay đây này đó, thầy di chuyển như vậy các em thấy màu đỏ mà dài ra thì màu xanh nó ngắn lại đúng không? Cảm thấy không? Thì thầy hỏi tại cái vị trí này có màu đỏ màu xanh thì cái màu đỏ này mô tả cái gì các em biết không? Cái màu đỏ này nó mô tả cái gì các em? Nó mô tả là đến cái ngày này thì tôi bán được cái khối lượng được biểu diễn bằng màu đỏ, thì khối lượng trong kho còn lại là được một cái màu xanh nha các em này. Khối lượng trong kho còn lại là màu xanh, các em hiểu như vậy đó. Thì bây giờ câu thứ nhất mình chưa nói cái gì cả, mình nói câu thứ nhất là chứng tỏ rằng y là một hàm số bậc nhất của bên x, tức là y bằng i cộng b. Bây giờ mình phải chứng tỏ y là một hàm số bậc nhất của x, trong đó y là gì? Y là y bằng tấn, là khối lượng xi măng còn lại trong kho 6x ngày với điều kiện lại m lớn không nhỏ 60. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là ngày nào cũng xuất m tấn thì x ngày xuất mấy tấn cả? Ngày nào cũng xuất m tấn thì x ngày xuất được mấy tấn? X ngày phải xuất là x chính m tấn đúng không? À. Đầu tiên chúng ta nói rõ này, vì mỗi ngày xuất đi m tấn với m lớn không nhỏ 60 đấy cả. Nhìn cái trục này các em thấy nhá. Sau khi x ngày thì khối lượng xi măng xuất hàng là mx tấn, thì khối lượng còn lại là bao nhiêu? Khối lượng còn lại là có phải là 60 trừ cho mx tấn không? Sáu mươi là đây các em này, trừ cho mx là trừ cái đoạn màu đỏ này các em này. Vì bán hàng thì cái số hàng cứ giảm dần đúng không? Cho nên lấy cái đoạn thẳng trên đó, chính đoạn thẳng trên này này, chính là cái khối lượng bán đi trong trong ít ngày, chẳng hạn ít trong con dương ở đây cả. Mà các em thấy là số ngày càng tăng thì khối lượng bán nó càng nhiều thì số lượng trong kho nó tồn lại nó càng ít các em này. Sẽ đến một lúc bán hết hàng đúng không các em? Bây giờ thì dời cho em cái để cái màu xanh là bán hết hàng này các em này. À, thì dời từ từ các em này. Màu xanh là bán hết hàng. Nhưng mà cái đồ thị thì chỉ vẽ đến đây thôi. Cho nên là thầy không nói đến hết hàng được. Hết hàng là cái đường thẳng này nó được qua đây các em này. 20 này. Đúng 20 ngày thì bán hết hàng này các em này. À, đến cái vị trí này là cái màu xanh nó triệt tiêu rồi. Không còn nữa. Như vậy là chúng ta được y rồi các em này. Đây là y. Vì do đó ta có y bằng 60 trừ mx. Bài toán này nói rằng là chứng tỏ y là hàm số bậc nhất của bình x, tức là y có dạng là bằng a cộng với b với a khác không, thì mình phải mô tả cho đúng cái dạng này cả. Bây giờ chúng ta mô tả cái này về vị trí này này, về a cộng b đây này. Bây giờ chúng ta dùng tính chất giao hoàn thì y sẽ bằng trừ mx cộng 60. Nếu so sánh với cái dạng y bằng a cộng b thì chúng ta đặt a bằng trừ m đúng không? Đặt a bằng trừ m thì do m lớn hơn không nhỏ 60 cho nên là cái a này sẽ là số âm nữa, cho nên cái đồ thị nó đi xuống này. A âm thì a khác không. Bây giờ chúng ta đặt tiếp là cái gì?
cái B bằng 60 nữa thôi. B bằng 60 thì như vậy là chúng ta có cái dạng là Y bằng AX cộng với B. B thì bằng 60, còn A thì bằng trừ M. Mà trong này là A khác không là vì A âm. Cho nên nó là một hàm số bậc nhất là như vậy. Hàm số bậc nhất của X. Hàm số bậc nhất của biến X là một hàm số có dạng Y bằng A cộng B với A khác không. Em nhá, A khác không. Và đồ thị của nó là đường thẳng. Như vậy chúng ta xong qua rồi. Bây giờ trong hình 7 này này, tia AT, thì AT là cái T nằm dưới này này. Tia AT này. À, cái tia AT này này. Cái tia AT này á, là một phần của đường thẳng A cộng B thôi, một phần thôi. Tìm AB, tìm AB, để từ đó hãy cho biết trong kho còn lại bao nhiêu tấn sau 15 ngày. À, như vậy chúng ta tiếp tục làm. Tìm AB thì bây giờ chúng ta làm sao tìm AB các em? Chúng ta có hàm số đấy các em này. B bằng mấy rồi? B bằng 60. Như vậy chúng ta chỉ tìm A là, tìm A là trừ M nữa thôi. Đúng không nào? Mà muốn tìm A bằng trừ M thì các em nhìn vào cái đường thẳng đi qua điểm nào các em nhỉ? Cái điểm đi qua đây các em phải biết đó là điểm 10-30. 10-30 tức là trong 10 ngày tôi bán hết 30 tấn. Như vậy các em thay vào các em tìm trừ M thôi. Tức là tìm được A thôi. Tiếp tục. B. Đường thẳng cần tìm có dạng là Y bằng A cộng 60. Thì biết A cộng 60 luôn các em nhé. Thì chúng thầy cũng biết lại là trừ M X cộng 60. Điểm B tọa độ 10-30 là thuộc đường thẳng nên ta có 10A thì thầy bằng 10. Thầy Y bằng 30 chúng ta đảo về thì chúng ta được 10A cộng với 60 bằng 30. Từ đây chúng ta suy ra là 10A thì bằng trừ 30. Thì như vậy chúng ta được A bằng trừ 3. A trừ 3 chúng ta thay vào. A chúng ta thay vào chúng ta được Y bằng trừ 3X mà cộng với 60. Bây giờ người ta hỏi tiếp này. Hãy cho biết trong kho còn lại bao nhiêu tấn 65 ngày. 65 ngày tức là giá trị nó bằng 15 các em. Giá trị X bằng 15 đúng không? Số tấn xi măng còn lại sau 15 ngày là X bằng 15 là. Chúng ta thay vào. Chúng ta được Y sẽ bằng trừ 3 nhân với 15 cộng 60 là 15 tấn. Thì các em này. Thì giờ các em thấy 15 ngày là nằm ở vị trí giữa này các em này. Đó, còn 15 tấn này này. Thầy nói lại màu đỏ là cái số tấn được bán trong X ngày này các em. Như vậy là các em giờ đi đến ghi vẽ tiếp nhá. Nếu thầy vẽ tiếp cho các em thấy thì vẽ tiếp chỗ này cho các em biết nhé. Có thể vẽ thêm chút nữa thôi. Đây. 20 ngày thì bán hết hàng đấy các em. Cái số hàng nó còn trong kho mà màu xanh thì vẽ đậm đấy này. Đây. 20 ngày các em nhé. Các em này, nhìn này này. Đến ngày 20 thì cái màu xanh nên được hết. Và không rồi này. Đó. Như vậy là các em phải để ý là người ta có thể hỏi các em là câu là sau bao nhiêu ngày bạn hãy ra thì các em tìm cái giao điểm của đường thẳng đó với cái trục khoanh cắt tại điểm nào thì đó chính là số ngày bạn hãy ra các em nhé. À, như vậy thì mô tả về các em hiểu. Như vậy là bài học hôm nay thầy dừng ở đây nha các em, và cũng là kết thúc cái bài học trước rồi. Hôm sau chúng ta tiếp tục sang cái chương 6 ở tập 2 là một số yếu tố sản xuất và thống kê. À, bài thứ nhất là thu thập và phân loại dữ liệu, thì cái dạng này ở lớp dưới các em cũng biết các cái khái niệm, cho nên bài này chúng ta sẽ
học tiếp những cái khái niệm khó hơn. Và dĩ nhiên là cả cái dạng nó cũng nhiều hơn trong cái thống kê, và chúng ta sẽ đi tính xác suất. Như vậy là bài học kết thúc. Thì chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.